Nhật Kim Anh chính thức lên tiếng việc lên xe hoa lần hai, còn mời khán giả đến ăn cưới. Những ngày qua, Nhật Kim Anh gây xôn xao với nghi vấn lên xe hoa lần hai bởi trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thà Người Đừng Hứa bất ngờ đăng tải hình ảnh đeo nhẫn đôi kèm dòng chia sẻ úp mở về thời gian tổ chức hôn lễ. Ngày mai chính thức trở thành ngày của đôi ta, cảm ơn anh và cả nhà đã dành điều bất ngờ đặc biệt này cho Kim Huê. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả lẫn truyền thông. Không ít người gửi lời chúc mừng đến Nhật Kim Anh rằng cô đã tìm được bến đỗ mới sau những trắc trở. Đồng thời, người hâm mộ cũng truy lùng danh tính chồng sắp cưới của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, mới đây Nhật Kim Anh tiết lộ đây chỉ là hình ảnh trong MV ca nhạc mới ra mắt và gửi lời xin lỗi khán giả, khẳng định nếu có một ngày có tin vui thì cô sẽ thông báo đến mọi người. Cô viết, mời cả nhà đi ăn cưới của em nè, xin lỗi đã làm khán giả hiểu lầm, xin thứ lỗi cho em nhé. Sau hôn nhân đầu đổ vỡ, Nhật Kim Anh cho biết nhiều khán giả trông đợi mình sớm tìm được hạnh phúc mới và công khai người yêu. Tuy nhiên lúc này cô chỉ muốn giữ kín chuyện riêng tư để tập trung cho công việc và lo cho gia đình. Cô nói, còn gì sung sướng hơn với một người nghệ sĩ khi được khán giả quan tâm, dành nhiều tình cảm. Tôi không đoán được tương lai nhưng tin vào duyên phận. Đến một ngày nào đó tôi hy vọng kết hôn và sẽ thông báo tin vui tới khán giả. Cô nói, Nhật Kim Anh cho biết hiện cô dành hầu hết thời gian cho công việc kinh doanh và vun đắp tình cảm với con trai. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn xác định nghệ thuật là đam mê cả đời nên chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Khi sắp xếp được lịch trình, cô liền bắt tay thực hiện các dự án để gửi đến mọi người. Tôi đang nỗ lực làm việc hết công suất để dành sự bất ngờ cho khán giả. Trong đó một dự án phim và một MV sẽ trình làng trong những tháng cuối năm nay. Tôi hy vọng sẽ nhận được tình thương yêu bền vững của mọi người sau nhiều năm làm nghề. Cô chia sẻ. Trước đó, hậu ly hôn của Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc không mấy tốt đẹp khi cả hai liên tục đấu tố nhau giành quyền nuôi con. Sau thời gian dài đằng đẵng đối đầu, hiện tại Nhật Kim Anh và chồng cũ đã hòa giải và cùng chăm sóc con khôn lớn. Cả hai xem nhau như những người bạn và không ngần ngại cùng đưa quý tử đi du lịch nước ngoài hay gặp gỡ nhau vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định không tái hợp vì làm bạn vui hơn.